Chào các bạn, mình đến từ Piano Plus. Và ngày hôm nay ở trên tay mình đây là một dụng cụ khá là hay dành cho những người mới tập guitar. Đây là một bộ dụng cụ Chord Trainer của Solo. Một bộ dụng cụ sẽ giúp cho chúng ta có thể luyện tập về tay trái đối với cái việc sử dụng các hợp âm ở trên đàn như thế nào. Vậy bây giờ mình sẽ cùng mở ra và xem cái bộ dụng cụ này như thế nào nhé. Ok, vậy là bên trong chúng ta có một bộ dụng cụ được đặt ở trong một cái bao vải rất là kín đáo và kỹ lưỡng này. Ở bao vải này có cái nút thắt rất là tiện lợi để cho chúng ta có thể mang đi mang lại ở nhiều nơi. Đồng thời các bạn cũng thấy là kích thước của cái dụng cụ này nó rất là nhỏ gọn, hoàn toàn rất là tiện khi mà chúng ta có thể mang nó đi du lịch hay là mang nó đi nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau, và mình có thể luyện tập mọi nơi mọi lúc. Mình có một bộ hướng dẫn sử dụng, và đồng thời ở trong này mình có một cái lục lăng, một cái lục lăng nhỏ. Mình sẽ nói về cái công dụng của cái lục lăng này sau nhé. Vậy là chúng ta sẽ mở cái túi này ra để xem nào. Vậy thì chúng ta cũng thấy là thiết bị này có một cái kích thước rất là nhỏ gọn với hình dáng được thiết kế giống như hình dáng của chiếc đàn guitar. Mình sẽ mở ra bằng cách là mình sẽ kéo cái nắp, phần nắp này ra. Và bên trong chúng ta thấy là nó cũng được thiết kế giống với một chiếc cần đàn guitar, với các phím đàn, với các ngăn, các phím đàn ngăn ra thế này, và các dây đàn, 6 dây đầy đủ giống như đàn guitar. Cái thiết bị này khi mới mở ra thì dây của nó sẽ hơi trùng, và mình sẽ sử dụng chiếc lục lăng này để chỉnh. Ở phía đằng sau này nó sẽ có những cái lỗ chỉnh, để mình sẽ sử dụng chiếc lục lăng này để chỉnh cho những cái dây đàn này nó căng hơn một chút để đúng với cả cái cảm giác tay của mình. Ok, vậy các bạn cũng thấy là nó được thiết kế giống như một chiếc cần đàn guitar, với trên này là các phím đàn gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phím đàn. 6 phím đàn để chúng ta có thể tùy ý bấm ở nhiều vị trí, nhiều nơi. Ở trên này chúng ta có một màn hình hướng dẫn với rất là nhiều thông tin để chúng ta có thể xoay nó trên nhiều góc khác nhau cho phù hợp với góc ngồi của mình. Thì để phù hợp với cả cái góc ngồi của mình thì mình sẽ xoay nó sang bên này một chút. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy ở phía bên cạnh cái màn hình này sẽ có các cái nút bấm với nhiều các chức năng. Ở đây sẽ là nút bật tắt. Thì để bật thiết bị này lên chúng ta sẽ bấm và giữ khoảng 3 giây. Khi mà chúng ta nghe tiếng beep ở phía trên màn hình bắt đầu hiện lên các thông tin như này, có nghĩa thiết bị đã được bật lên. Để tắt thiết bị đi thì chúng ta cũng làm điều tương tự, bấm và giữ trong khoảng 3 giây. Và khi chúng ta thấy là các thông tin đã biến mất thì có nghĩa là thiết bị đã được tắt đi rồi. Các bạn sẽ thấy ở trên bên này, ở trên màn hình này nó cho chúng ta rất là nhiều thông tin. Đầu tiên sẽ là tên của hợp âm. Ở đây có chữ C, có nghĩa là hợp âm đôi trưởng. Ở bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy có một cái, ở trên cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy có vị trí các cái nút bấm, các cái vị trí bấm ở trên các phím đàn tương tự. Thì bây giờ mình sẽ làm theo cái hướng dẫn này và mình sẽ bấm. Rồi, hợp âm đôi trưởng chúng ta sẽ bấm như sau. Đó. Rồi, vậy là ngay lập tức mình sẽ có cái vị trí bấm của hợp âm đôi trưởng ở trên đàn. Tiếp theo ở nút phía bên cạnh này, nút chord là sẽ để giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh cái hợp âm mà mình mong muốn. Khi mà ví dụ khi mình bấm vào đây thì mình sẽ có điều chỉnh lên các hợp âm mới mà mình muốn bấm. Ví dụ khi mình bấm một lúc thì nó sẽ ra hợp âm, đây là hợp âm mi trưởng này. Thì mình sẽ thấy vị trí bấm của hợp âm mi trưởng sẽ như thế này. Mình sẽ bấm vào. Vậy là đây mình sẽ có thế tay của hợp âm mi trưởng ở trên đàn. Ở phía bên này chúng ta có các nút chỉnh. Nút chỉnh ở đây là nút chỉnh tính chất trưởng, thứ, tăng, giảm của hợp âm. Ví dụ ở đây mình đang có hợp âm mi trưởng, thì nếu mình bấm cái nút ở đây, mình sẽ được chuyển về hợp âm mi thứ. Thì các bạn sẽ thấy có một chữ M nhỏ xuất hiện ở đây. Hợp âm mi thứ ở trên đàn chúng ta sẽ bấm như thế này. Vậy là mình sẽ có vị trí của hợp mi thứ bấm ở trên đàn. Mình bấm thêm một lần nữa, chúng ta sẽ có hợp mi giảm, mi dim. Các bạn sẽ thấy có một chữ dim viết ở đây. Đó. Vậy thì hợp âm mi dim ở trên đàn chúng ta sẽ bấm như thế này. Đây sẽ là vị trí của hợp mi dim ở trên đàn. Nút bấm này sẽ là nút bấm chỉnh các hợp âm có số, như là hợp âm 7, 9, 11, 13, hợp âm 5, hợp âm 6, vân vân. Thì ví dụ đây, khi mình đang có một hợp mi trưởng thế này, mình bấm vào đây, chúng ta có hợp mi 5, vị trí của hợp mi 5 ở trên đàn mình sẽ bấm thế này. Nó giống với hợp âm mi thứ, tuy nhiên các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 3 dấu X ở đây. Thì chúng ta hiểu là khi chúng ta chơi trên đàn, chúng ta sẽ không chơi 3 cái dây ở phía dưới này. Đó. Vậy thì theo như mình thấy thì cái thiết bị này là một thiết bị khá là hay dành cho những bạn mong muốn tập, mới tập ở trên đàn guitar và đang bắt đầu làm quen với các hợp âm. Một điểm rất hay của thiết bị này đấy là thứ nhất là nó có cái sơ đồ hướng dẫn cách mình bấm từng hợp âm ở trên đàn một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể. Và thứ hai là mình cũng thấy là cái thư viện hợp âm của cái thiết bị này nó cũng rất là phong phú, từ những hợp âm trưởng, thứ thông thường cho đến những cái hợp âm mang các tính chất đặc biệt hơn như các hợp âm dim, hợp âm tăng, hợp âm 7, 9, các hợp âm có số, vân vân vân, đều có ở trong cái thư viện hợp âm này. Vì mình thấy là cái thư viện hợp âm rất là phong phú. Ngoài ra trên thiết bị này cũng có một chức năng rất là hay, đấy là chúng ta có thể luyện tập chuyển tay trái, chuyển các hợp âm ở tay trái
cùng với metronome. Để bật cái chế độ này lên thì chúng ta sẽ giữ vào nút chord này khoảng 2 giây. Và chúng ta sẽ thấy là có một cái biểu tượng thiết bị, biểu tượng hình chiếc metronome được hiện lên thế này. Ở trên này chúng ta đang có tốc độ cài ở đây là 100. Chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ này bằng cách là bấm hai nút ở hai bên này. Nút này để điều chỉnh tốc độ lên, nút này để điều chỉnh tốc độ xuống. Đó, ví dụ ở đây mình để tốc độ sẽ là vào khoảng 100 chẳng hạn. Rồi, thế thì để bắt đầu chơi thì chúng ta sẽ bấm cái nút bật tắt này, chúng ta bấm một lần trên biểu tượng metronome là bắt đầu chạy. Chúng ta cũng thấy là ở đây khi mà metronome chạy thì hợp âm này sẽ được thay đổi theo đúng cái nhịp độ đó. Ở đây chúng ta sẽ có gồm có các hợp âm là đô, la thứ, rê thứ và son. Chúng ta có thể điều chỉnh các hợp âm này tùy chúng ta muốn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng hợp âm đô 3, 4, la thứ 2, 3, 4, rê thứ 2, 3, 4, son 2, 3, 4, đô 2, 3, 4, la 2, 3, 4. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh, chúng ta có thể luyện tập về cái thói quen chuyển ngón, chuyển các hợp âm ở bên tay trái. Vừa rồi là mình vừa có một cái bản ghi nhớ các cái hợp âm mà mình mong muốn luyện tập. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái bản ghi nhớ đấy đi bằng cách là mình sẽ bấm vào hai cái nút ở bên này. Mình giữ nó khoảng 2 giây. Khi mình nghe tiếng bíp và đây hiện lên thông báo là đã xóa toàn bộ bộ nhớ các hợp âm. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt các hợp âm mới cho cái bộ nhớ của mình nhá. Ví dụ ở đây mình muốn có hợp âm mi trưởng chẳng hạn. Đúng nào, mình sẽ đặt. Ok, chúng ta sẽ bấm vào cái nút ở phía trên này, nút 79 ở phía trên này. Mình giữ nó khoảng 2 giây. Thì nó sẽ hiện lên bạn có muốn lưu hợp âm mi trưởng này vào không, và mình sẽ giữ thêm khoảng 2 giây nữa. Và mình đã lưu hợp âm mi trưởng này vào trong cái bộ nhớ hợp âm của mình. Ok, vậy là vừa rồi mình đã xóa toàn bộ cái vòng hợp âm mà mình vừa mới luyện tập xong. Bây giờ mình sẽ cài đặt một vòng hợp âm mới mà mình mong muốn luyện tập nhé. Mình sẽ luyện tập với hợp âm mi trưởng đi. Vậy thì ở đây mình chỉnh thiết bị đến hợp âm mi trưởng. Mình sẽ lưu vào bộ nhớ vòng hợp âm bằng cách là mình sẽ bấm cái nút 79 ở phía trên này khoảng 2 giây cho đến khi nó hiện ra một cái thông báo. Sau đó mình nhả ra và mình bấm lại, giữ thêm khoảng 2 giây nữa. Vậy thì ở đây mình đã lưu cái hợp âm mi trưởng này vào trong cái bộ nhớ vòng hợp âm mà mình mong muốn luyện tập rồi. Với cái chế độ này thì các bạn có thể lưu bao nhiêu hợp âm tùy ý, chứ không nhất thiết là chỉ một vòng với 4 hợp âm. Các bạn có thể lưu 5, 6, 7, thậm chí là nhiều hợp âm hơn cũng được. Thế thì với thiết bị này chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập đối với tay trái một cách rất là tuyệt vời. Đó là thứ nhất, chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập thấy bấm của các hợp âm ở trên cái thiết bị này với hướng dẫn rất là chi tiết và với một cái thư viện hợp âm mà theo như mình thấy rất là đầy đủ và phong phú. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể luyện tập với cái chế độ metronome đếm nhịp để mình có thể chuyển hợp âm cho nó phù hợp, cho nó đúng nhịp để mình luyện tập cái phản ứng của tay trái khi mà chúng ta chơi ở trên đàn guitar. Theo như mình thấy thì cái thiết bị này là một cái thiết bị khá là hay dành cho những bạn mới tập chơi guitar. Hy vọng là thông qua video này mình đã cho các bạn thêm một vài cái thông tin nhỏ để chúng ta có thể có những lựa chọn tốt hơn trong cái việc theo đuổi đam mê và luyện tập của mình. Chào các bạn.